cầu cho gia đình thuận thảo, con cái đề huề, tai qua nạn khỏi. Hai trời đất ơi! Con sao vậy? Má ơi! Con bị đụng xe. Con làm mất hết rồi. Trời ơi, sao mà xui dữ vậy con? Rồi chiếc xe có sao không? Má phải quan tâm con chứ, má quan tâm chiếc xe làm chi? Chiếc xe có sao không? Chiếc xe nát cái đầu. Hả? Trời ơi, chiếc xe nát cái đầu. Trời ơi, vợ con đi đám cưới gì à? Nó mà thấy chiếc xe mà nó rác đầu, thôi coi như là đầu con nát luôn con ơi. Trời ơi, chết rồi. Má ơi, chồng ơi. Này, mày tự xử cuộc đời mày đi. Mày tự xử cuộc đời mày đi. Tao không biết. Trời ơi, sao kêu hoài hôm nay ai ra được. Trời ơi. Ủa ngồi đây sao kêu không ai hư hử gì vậy? Sao nó xỉn dữ vậy trời? Mệt quá. Mày xỉn chứ mày. Ủa, trong. Trời. Bé ơi. Ai đi chơi ở đâu mà mặt mày lấm lem bùn đất à? Đi đâu chơi vui à? Ê. Trời ơi, mày đặt ăn siro làm chi rồi nhiễu nhạo tùm lum không chịu đâu kìa. Không ăn siro. Không ăn. Bị xe đụng á. Không phải cái xe vì sao nó hút anh á, nó đụng xe. Anh có sao không? Trời ơi, tội nghiệp chồng quá. Xe đụng cái gì đâu mà chạy chỗ hết trơn á. Em không chửi anh hả? Nói gì ạ? Sao em mới chửi anh? Thương anh nóng hết nữa. Nhưng mà em ơi, chiếc xe bị nát cái đầu. Không có sao. Cái xe bị hư thì coi như của đi thay người. Chồng của em á còn khỏe mạnh như vậy á là mừng rồi. Con này nay nó uống thuốc lộn hả ta? Vậy con có uống thuốc gì đâu? Uống rượu. Không. Rượu. Em xỉn rồi. Không có xỉn nha. Tủ lượng cao lắm à. Uống là không bao giờ biết xỉn là gì. Đúng tên à. Ngon. Lấy ra đây uống. Coi đứa nào quắt trước. Thôi em xỉn rồi. Để anh đưa em lên xe. Có đâu. Ôi chồng ơi. Chồng ông đụng được. Chồng đang bị thương. Không. Không. Đứng ra đây. Em tưởng là thôi. Anh không dám đâu. Anh không dám đâu, thiệt. Sao vậy? Thôi vậy thôi. Để em dìu chồng đi lên lầu nha. Đi nè. Mặt hướng tay em ơi. Mặt trời mọc hướng tay em ơi. Đó, đi lên. Nói đi. Hả? Khi nào thì trả tiền? Hả? Em trả mà. Trả hả? Trả hả? Trễ hẹn 4 ngày rồi biết không? Hồi đầu mày nói ngon nói ngọt với tao mà. Cho em mượn 10 ngày thôi em sẽ trả. Rồi bây giờ sao? Cũng chữ đó em trả mà. Chừng nào mới trả? Hôm nay. Móc tiền ra, nhanh lên. Nhanh lên. Tại sao chỉ có 500 ngàn? Mày mượn tao 5 triệu mà. Còn 4 triệu rưỡi đâu? Không may giờ em trả góp thì 10 tháng cũng đủ mà. Trả góp cái gì hả? Đau. Em đâu có tiền đó. Giờ em còn có thân xác của em mà anh lấy rồi. Không may anh giết em đi. Mày mà không phải là hàng xóm của tao thì tao cũng không có ngu mà lấy cái tiền quỹ chợ của tao ra cho mày mượn đâu. Mày có biết mày làm gì là mày giết chết tao không?
Anh ơi, anh Dũng, hôm ấy về em qua nhà anh em đổi đèn, em xin lỗi chị nha anh. Đấy. Mày mà bây giờ mày qua bên đó mày gặp vợ tao, mày nói hết tất cả là chả khác mày giết chết tao. Em làm sao? Em làm sao giờ anh? Gà sốt rượu vang, tôm thì hấp bia, mực á thì hấp với lại rượu gừng. Cải mà ông cũng đem đi nấu rượu được nữa hả? Không, không hề, hèm. Hèm hèm cái gì? Tóm lại tại sao mà những cái món ăn ngày hôm nay cái gì nó cũng có cái hơi men ở trong đó vậy ta? Thì cái gì nó cũng có cái ý của nó. Tại vì anh mới học được mấy cái món ngon này nè, anh muốn dùng nó để hâm nóng tình cảm, không khí vợ chồng của mình đó mà. Ông làm chuyện gì có lỗi với tôi đúng không? Đúng không? Chuyện gì đâu, chuyện gì mà có lỗi. Rồi, tôi biết rồi. Chắc chắn luôn, ông bỏ độc vô mấy cái món ngon này nè. Ông muốn đầu độc tôi, ông sợ, ông chán tôi rồi. Cho nên bây giờ là muốn tôi chết đi để ông lấy vợ mới vậy. Chuyện khó vậy mà em cũng nghĩ được luôn á. Chứ còn gì nữa. Em không tin đó chút nữa, ăn hết chung với em luôn á. Thiệt không á? Thiệt còn gì nữa, đây toàn món ngon luôn. Được rồi, tạm tin ông á nha. Khoan, ta bình thường trước khi mà ăn món ngon phải uống bia, đây không khí ăn cho nó đã. Bia. Mày lạ. Vô. Vô luôn. Yeah. Em ơi. Vô. Đây là cái bàn nhậu chứ không phải sân vận động đá banh mà đá lon không? Em xỉn chưa? Không nha. Em không bao giờ xỉn. Tủ lượng của em là phải gọi là vô biên. Uống tới sáng cũng ngồi được. Không sao hết. Vô đi. Vô đi. Vô mình uống tiếp. Nhận với em một điều là tiền quỹ của mình còn có 100 mấy. Tại sao? Tại anh cho tiền tài để mượn. Mượn hết bao nhiêu? 5 triệu. Rồi chừng nào nó mới trả? Nó nói mỗi tháng nó góp 500. Quỷ vợ của mình cho thằng thiên tài nó mượn. Thằng thiên tài nó nổi tiếng là thằng chúa chợm á. Trời ơi, tin lời nó chừng nào mình mới lấy được tiền. Bắn một cái đùng nó cũng không rớt ra được một cắc nữa. Sao kỳ vậy? Kỳ gì vậy? Em lần trước em uống bia uống rượu vô là em hiền thục lắm mà. Hôm bữa là tôi uống có một ly thôi tôi mới xỉn. Hôm nay tôi uống tới 15. Tôi càng uống là tôi càng tỉnh. Trời ơi, Hùng Dũng.
hùng dũng. Hôm nay tôi cho ông kẹp bẹp đó. Ủa cái gì mà tò tê tí hoài trời. Ông này không bị giật điện thoại hả trời. Hay là ông cho mình 4,5 triệu luôn. Dạ con chào chú Tài. Ủa Misa, ba con đâu rồi? Chú có hẹn với ba con á. Dạ ba con hôm nay không có tới được. Nhưng mà ba con có nhờ con gửi cho chú cái này nè. Ồ vậy hả? Dạ à, viết thư tay. Ờ cảm ơn con. Dạ con chào chú. Ờ bye. Hân gửi bạn hiền, mình có việc phải tịnh dưỡng vài tháng, hẹn bạn sau này trùng phùng. Kỳ vậy. Thời gian lành bệnh của tôi dài hay ngắn là phụ thuộc vào thời gian bạn trả tiền cho tôi. Trời, bình thường bị quýnh nghỉ ngày là khỏe rồi, mà giờ đến mấy tháng. Cái câu bộ kỳ này căng à.